Xin chào cả nhà, chào quý ông bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về ông thầy Thích Trăng Quang. Những ngày vừa qua ông ấy đã thuyết giảng giống như mấy bài pháp nói là nằm võng cũng mang tội, rồi nằm trong máy lạnh cũng mang tội á. Thì hôm nay là giáo hội Phật giáo thấy như vậy cho nên đã cấm giảng ông ấy 2 năm. Cụ thể như thế nào hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Cấm thượng tọa Thích Trăng Quang thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm. Thượng tọa Thích Trăng Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Theo Phật Online, ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự án ký thông báo số 244. Thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Trăng Quang là chủ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải ở Bà Rịa Vũng Tàu. Theo thông báo vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử nói tới mà ông Thích Trăng Quang này, cụ thể là chủ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phước Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, giảng dạy gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin về Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Vào ngày 18 tháng 6, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức ở quận 3, Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban, hoàng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp và xem xét đối với sự tham dự của Thượng tọa Thích Trăng Quang. Sau khi thẩm tra điều tra các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về các nội dung giảng của Thượng tọa Thích Trăng Quang, đánh giá nội dung và các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trăng Quang và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Trăng Quang là không có đúng, chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội và dư luận. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trăng Quang là như thế này: không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Trăng Quang phải thu hồi tất cả các pháp y mà Tam Bảo có nội dung mà tương tự, mà sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật mà đưa ra, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang trên mạng xã hội là kênh YouTube của ông và các Facebook. Thượng tọa Thích Trăng Quang và ban quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa ra các bài giảng của Thượng tọa Thích Trăng Quang lên các nền tảng mạng xã hội nữa để nhằm sám hối lại Thiền Tôn Phật Quang. Và giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm phải hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương của Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam và luật của Việt Nam.